cầm cái gấp, cầu cả cầm cái gấp bên kia. Giờ khinh cái nào lên trước? Hai cái gấp này nè. Khinh cả hết lên luôn được mà. 1 2 3. Được mà. Nâng cái đầu xịt vai xíu nữa. Một, rồi, nhấc cái đít ra lùi ra. Nhấc cái đầu qua. Nhấc cái đít ra lùi ra. Đó, ra lại, ra lại. Cứng không? Bóp luôn, bóp luôn. Rồi chỉnh cái xe lại. Có sao không? Có sao không? Có bị gì không? Có bị gì không? Khoan từ từ. Có bị gì không trước đã? Không. Không sao đúng không? Người không sao đúng không? Không sao. Người không sao là được. Giờ coi tới xe. Không sao, hên, không sao. Từ từ, mày lại cái ngồi nghỉ. Đi lại đi ngồi nghỉ trước. Nè. À. Không. Em ngồi nghỉ trước đi. Rồi. Từ từ. Mang dài vô làm chi? Em cứ cởi ra hết cho nó khỏe trước đã. Từ từ đấy. Ừ. Cứ ngồi nghỉ cho đã đi. Người không sao là được rồi. Đàn cá chạy đâu dưới ta? Ok không? Người không sao là được rồi. Hên. Không chạy. Rồi cứ ngồi nghỉ đi, nói chung là hên, không sao hết. Má hai cái trụ luôn, ngay hai cái trụ luôn. Sợ là sợ hai cái trụ thôi. Không, nó té cũng nhẹ à. Nhẹ không sao. Anh chạy đằng sau anh thấy nó té kiểu như là cái chạy
đúng rồi, đúng rồi, té nhẹ à. Từ từ, từ từ. Không, không sao, nó không sao là mai rồi. Rồi xe không sao. Ngay cái trụ luôn. Xe khinh lên thôi. Cái tay chú Tâm đập. Không, nó hên lắm luôn. Nó hên lắm luôn, nó không có đập người nó vô trụ. Ừ. Nó văng vô đây nè. Nhìn quá răng vô cái lùm rác này chứ. Ừ, đi lại coi nó thấy nó bình thường thấy mừng rồi đó. Thấy bè bè, không tự nhiên em nghe im. Đó rồi xong thằng Tâm có vấn đề. Chạy từ từ thôi. Thằng Tâm á là cái tính nó hay dí theo hàng đằng trước. Ừ, hàng đằng trước chạy sao là nó chạy vậy à. Mà cái chỗ này trơn nè. Đây nè. Không. Nói chung là nó bị hố cái cua này nè. Nó không ôm vô đây mà nó ra đây nè. Ừ. Qua lẹt cái là. Đúng rồi. Nó ra bên đây nè, xong rồi nó đang lấy vô thì nó trượt lên bãi cỏ nè. Cái nó đi thẳng lọt xe xuống đây luôn. Tầm thấy không? Chú Hiếu. Má nãy dắt ship đi bộ đáo năm vô. Không, sợ là mấy cái vực thôi. Vô đây còn đỡ nha, nhưng mà xui cái là ngay cái trụ mà hên cái không trúng cái trụ. Hên là không trúng cái trụ, mày có trúng cái trụ không? Trúng. Trúng cái trụ như thế nào? Trúng cái nón nè. Rồi, cái nón cứu rồi. Nó bóp cái vô nón mà. Rồi. Vậy là chúng cái nón cứu mày. Okay, đây đây cái nón nó trúng vô cây trụ luôn. Ừ, vô trụ nặng lắm á. Mà em đổi xe đổi nón này không có đủ bay cái hàm mà. Cái nón bè mà nó trôi. Vậy là cái nón nó đập vô cây trụ. Má mà anh chạy cái linh tính anh cũng ghê lắm ta. Mà đi lại gặp nó ngồi không sao mừng thiệt luôn á. Thấy nó ngồi này. Ừ. Đang cua của anh trợn tròn mắt. Anh mà nhìn đằng sau rồi để nó lọt xuống đây luôn. Không, xe không sao hết. Dàn áo chạy sơ sơ à. Đi lên. Khinh lên. Giờ khinh cái nào lên trước? Khinh cả hết lên luôn được mà. 1 2 3. Được mà. Nâng cái đầu xịt vai xíu nữa. Một, rồi nhấc cái đít ra lùi ra. Nhấc cái đầu qua. Nhấc cái đít ra lùi ra. Đó, dè lại. Cứng không? Bóp. Rồi chỉnh cái xe lại. Chúng bên đây nè, nó đi chúng bên đây nè. Ừ. Má xùi. Bảy hết. Rồi không sao. Xúc ra luôn rồi, xúc mặt nạ ra luôn rồi. Này có con vít mở ra ha. Ừ, gãy chỗ này rồi. Bẻ ra. Cứng ngắt à. Rồi. Để lại cái chỗ đó. Không, để chú Tâm chú cầm lại nè, cho mới chụp hình lại. Ờ, đúng rồi, đây. Rồi, không sao, hên quá, không sao. Cái này quy chương nha. Quay lại bên kia. Bên đây. Bên đây chụp lấy chiếc xe luôn. Cho bằng. Rồi. Giờ này mà còn giỡn nữa. Nhưng mà thấy nó không sao là mình vui rồi đó. Ừ. Cái này do đi nhông ấy quá đủ má để là chỗ này nè, cho người ta thấy. Người ta né. Nên là không bị rớt xuống cái hố này nha anh em, cái hố này sâu lắm. Đó cái hố nè. Cái xe hoặc là người lọt xuống đây là mệt. Nhưng mà cái xe nằm chỗ này
cái đầu thằng này là nó đập vô cái nón nha anh em, đập vô cái nón ngay chỗ càm nè. Bởi vậy nên đầu tư cho mình một cái nón khi mà đi tour, không có cái nón là mệt á. Nếu mà đội nón 3/4 là cũng bị chấn thương vô ngay cái càm nha anh em. 3/4 là chỉ đi đỡ thôi. Nếu mà đi tour mà mấy cái tour cỡ này á, mình có cái phương pha dựng ok hơn. Rồi thôi đi tiếp. Lý do ở đây là cái đường lạ mà cu em mình chạy nhanh quá, nó chạy nhanh quá, gặp xe nó đi lớp nhỏ, đi cặp lớp chút ác à, vô mấy cái đoạn mà trơn á nó đâu có bám đường đâu, thắng dồn số cỡ nào cũng không được. Bắt đầu cái xe nó trôi xuống, nó trôi vô cái chỗ đó quất cái rầm lộn mèo luôn. May mắn ở đây nữa là nó đội cái full phay và cái trụ chỗ đó đập vô cái full phay nha anh em, cái AGV K1. Nếu mà không có cái nón là mệt nghỉ. Cực kỳ may mắn luôn. Mình lỡ mình nhìn thấy nó là mình vui rồi đó. Nhìn thấy nó không sao là mình vui rồi đó. Còn xe cộ thì hư thì anh em mình kêu xe chở về thôi. Quan trọng là cái tính mạng của mình, quan trọng là cái sức khỏe của mình, không sao là được. Pha đó thì mình thấy, mình quan sát từ xa mình thấy nó cũng nhẹ à. Tới đó thì anh em nó đóng hình như là anh sĩ á, nhưng mà giảm tốc độ được, nó giảm tốc độ được. Thấy cái xe trôi chậm lắm, nhưng mà không có đủ khoảng trống để mà cái xe thắng lại. Bắt buộc gia đập vô cái chỗ đó. Hồi lúc nãy anh em thấy không, mình dí theo. Mình dí theo hai anh em. Hai anh em chạy phía trước ở sau, mình dí theo là dí hoài không được luôn á, đang chạy nhanh quá. Khi mình lên kịp là mình thấy cái hiện trường luôn. Quả trà đậu. Rồi thôi không sao. Trong cái rủi thì nó có cái may anh em. Mình vô trong này mà mình thắng tháng sau là nguy hiểm lắm. Mình đi đèo thì mình tập tháng trước á. Tháng trước thì không bao giờ mình té. Mình thắng cái tháng trước đúng cách là không bao giờ mình té anh em. Đó, mình thắng là cái xe mình nó gị lại liền. Mà cái bộ phận tháng trước của mình á là phải ok. Cái lớp xe phải ok. Thì mình vô mấy cái đường này á không sao hết. Xe đó không phải là xe đi tour, xe đó là xe đi lẩu thôi. Anh em thấy không, cái dáng nó nhìn là biết ha, dáng mã mà. Cho nên là vô mấy đường này là xác định luôn. Hên quá. Giờ anh em đi ra, nói chung là chuyện cũng qua rồi, ok, không sao hết. Đèo Gia Bắc thì cái khúc vừa vô là xấu nha anh em, nhưng mà trời đất ơi. Nhưng mà khúc trong này là theo mình thấy cũng được, không đến nỗi nào. Mình thì nói chung là mình chạy đèo cũng được. Nhưng mà mình vô mình gặp cái đèo Gia Bắc này mình không dám chạy anh em. Không dám chạy luôn á. Đường nó hẹp quá. Đó, đường về sao chạy. Đường về sao chạy. Đó, đường cứ về sao chạy. Mặt đường có cát mà cua cỡ đó sao chạy.
anh em đi tour thì nên đầu tư cho mình một cái nón bảo hiểm cho nó tốt. Tới khi mình xui rủi á, mình đâu có biết được. Tới khi mà sự cố nó xảy ra á, thì cái nón nó sẽ cứu mình. Thật sự luôn. Cái nón mà người ta mới đang đội là cái nón của mình á. Cái nón đó là cái nón hôm bữa mình đội á, mình qua mình làm xe cái mình bán lại cho nó. Mình mua cái khác cũng y chang luôn. Mình là mình quen đội full face hơn là 3/4. Nón bảo hiểm là mình cũng có bán luôn, anh em nào cần thì cứ hú mình ha. 3/4 hay là full face mình vẫn có. Thì mình chạy hàng cho anh em. Ok, hình như là mình đã ra khỏi đèo rồi đó. Khúc dưới đây không biết là còn đèo hay không. Ghê gớm không? Xe nó gì rút không à? Thì mình có một số lời khuyên cho anh em ha. Anh em nào mà chuẩn bị đi đèo Gia Bắc á, thì phải coi phục mình như thế nào, lớp gì. Đó, dàn chân phải cứng cáp nha anh em. Tại vì khúc đầu á, khúc đầu đèo á, đường rất là xấu. Đường đèo rất là xấu. Khúc dưới này thì ok, khúc giữa đèo ok. Đường ok, nhưng mà khúc đầu đèo á là đường xấu lắm anh em. Trơn nữa, mưa. Thì anh em nên chuẩn bị cái xe cho tốt. Và mình vô đây mình xác định là không đi nhanh nha. Vô đây khúc đầu đèo là mình phải xác định là không đi nhanh. Tại vì nó rất là nguy hiểm anh em. Rất là nguy hiểm luôn. Đường trơn lắm. Mình vô trong đây kiểu mình chạy chậm chậm, mình chiêu chiêu, mình hòa mình với thiên nhiên á thì nó ok. Còn vô trong đây bo cua thì anh em nhớ chuẩn bị lớp đồ cho nó ok. Còn lớp mà kiểu kiểu lớp nhỏ mà nó bị mòn rồi á, mình vô đây mình chạy là nguy hiểm lắm. Giờ anh em mình đi về nha. Bây giờ tầm khoảng 1 giờ.